Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục mở gói cầu thủ Agent Legendary để xem được cầu thủ nào, và được cầu thủ nào mình sẽ đập mắt cầu thủ đó luôn các bạn nhá. Rồi, và chúng ta cùng nhau vào cái hàng. Thì hàng này hôm nọ mình đã mở ra Karim Benzema và mình đã đập mắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra để mở cầu thủ để xem lần này sẽ ra cầu thủ nào. Đây là thẻ Agent của chúng ta. Bắt đầu mở ra, không biết là được cầu thủ nào ngon không. Ôi cái chân này là Aubameyang à, hay Neymar? Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Và mình đã mở ra Neymar. Quá tuyệt vời. Một cầu thủ vẫn rất là đáng chơi ở bản DLS22 này. Đây là Neymar của chúng ta, rất là ngon. Vậy thì cũng rất là tình cờ và rất là trùng hợp luôn các bạn ạ. Thì ở video trước, mình đã đập mắt Neymar và ép chỉ số đẹp. Mình đã đưa ra nhận định về khả năng vượt chỉ số của cầu thủ. Đó là khi mình đập Neymar thì nổ Black Thrall bao nhiêu lần sẽ vượt bấy nhiêu chỉ số so với Neymar mà mình đập không nổ. Thì nhận định đó là đúng hay là sai? Thì hôm nay nhân tiện có Neymar ở đây, mình sẽ kiểm chứng luôn các bạn nhá. Ở video trước, mình đập Neymar ép chỉ số đẹp thì mình xem là có 4 lần nổ. Thì bạn nào chưa xem có thể click vào đường link ở trên này để kiểm chứng xem là nổ Black Thrall bao nhiêu lần nhá. Và hôm nay thì các bạn cũng xem luôn là Neymar này mình đập sẽ nổ Black Thrall bao nhiêu lần để xem là sẽ vượt được bao nhiêu chỉ số nhá. Nên là hôm nay mình cũng sẽ không nói chi tiết nữa mà mình sẽ làm nhanh thôi. Và đây là Neymar của chúng ta. Chúng ta bắt đầu đập thẻ nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đập vào quả phía trắng. Và chỉ số tăng tốc lên 92. Và như vậy là Neymar của chúng ta đã mắc chỉ số cuối cùng và chỉ số tắc các bạn ạ. Thì Neymar này, chỉ số mình đập thấy đẹp bình thường, không quá xuất sắc các bạn nhá. Bởi vì shot của chúng ta chỉ có 92 thôi, còn pass thì lên tận 98 liền. Neymar này vào pass hơi nhiều, sở trời thì được 73, cũng gọi là tạm tạm thôi các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ kiểm chứng xem là khả năng vượt chỉ số của cầu thủ là do những lần nổ Black Thrall là đúng hay sai. Thì mình sẽ so sánh với Neymar mà mình ép chỉ số đẹp bữa trước nhá. Mình sẽ để Neymar đó ở bên phải để các bạn theo dõi. Thì Neymar mình vừa đập mắt xong, mình đếm cũng có 4 lần nổ Black Thrall. Và Neymar mình ép chỉ số đẹp bữa trước cũng 4 lần nổ Black Thrall. Thì bây giờ chúng ta cùng so sánh chỉ số xem nhá. Nguyên cột bên trái tốc độ, tăng tốc, thể lực và con là 100 thì là bằng nhau cả. Thì chúng ta sẽ bỏ qua nhá, chúng ta không so sánh. Chỉ số sở trờ là 73, ít hơn sở trờ bên phải là 74. Như vậy là Neymar bên trái đã ít hơn một chỉ số. Chỉ số tắc là 57 thì hơn một chỉ số so với tắc ở bên phải là 56. Như vậy bây giờ chỉ số là bằng nhau. Chỉ số pass là 98, hơn 8 chỉ số. Thì Neymar trái đang hơn 8 chỉ số so với Neymar phải. Chỉ số shot là 92, ít hơn 7 chỉ số so với shot bên phải. Như vậy là bây giờ Neymar trái sẽ trừ đi 7, tức là 8 trừ 7 là còn 1. Tức là Neymar bên trái hiện tại là hơn 1 chỉ số so với Neymar bên phải, mặc dù là cùng mắc cùng chỉ số 94. Đó, thì mình có xem lại thì mình thấy là Neymar mình vừa đập xong thì có 4 lần nổ, nhưng trong đó có 1 lần nổ Black Thrall là tách xanh các bạn nhá. Các bạn có thể tua lại video để xem. Còn Neymar mình ép chỉ số đẹp bữa trước cũng 4 lần nổ đều là những thẻ trắng. Có thể đó là lý do mà Neymar mình vừa đập xong vẫn hơn 1 chỉ số so với Neymar mình ép chỉ số đẹp bữa trước. Như vậy thì mình có thể khẳng định đến 99% là khả năng vượt chỉ số của cầu thủ là do những lần nổ Black Thrall. Và hôm nay mình đã mở xong thẻ Agent Legendary và đập mắt cầu thủ, đó là Neymar. Rất là tình cờ và rất là may mắn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Có câu hỏi nào cần mình giải đáp và hướng dẫn thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên ủng hộ mình một đăng ký kênh và tham gia group mình đang để ở dưới phần mô tả của video này. Chào tất cả các bạn. Bye bye.